ngươi từng nói muốn gì bổn cung lên núi đao xuống biển lửa, lời nói còn bên tai ngươi vẫn chưa quên chứ? Lệnh tần nương nương, ngươi muốn nô tài làm chuyện gì sao? Đợi một thời gian nữa thì ngươi sẽ biết. 3 tháng sau, Tuần Quý Phi đã nắm rõ lộ trình, chỉ đợi hoàng thượng xem qua là sẽ tiến hành. Sau này mồng 4 mỗi tháng đều họp chợ ngoài võ thành môn, trưng bày hàng hóa để dễ dàng giao dịch. Những đồ cũ không dùng trong nội vụ phủ không cần đem đi chỗ khác. Thái hậu, đến đằng trước xem, phía trước có đồng khí từ năm Tuyên Đức, còn có cẩm thạch nội vụ phủ vừa chế tác ra. Nghe nói có không ít đồ Tây Dương chuyển tới, đều là những thứ mới mẻ. Thái hậu, đây không phải là đồ Thọ Khang cung bị mất sao? Sao có thể như vậy được? Người xem, những ngọc này, còn cả thanh ngọc Như Ý, còn bình hoa kia nữa. Đây không phải đều là vật cũ của Thọ Khang cung sao? Đang yên đang lành không cánh mà bay, lục soát cả Tử Cấm Thành đều không tìm ra tung tích, này lại xuất hiện ở phiên họp chợ lần này. Chủ tử, đó không phải là thắt lưng thêu hoa của người sao? Hoàng hậu đương đương, vòng ngọc và hoa tai của người đều ở đây. Còn gì là cung thị nữa, là ổ trộm mới đúng. Đồ đạc bị mất trong cung đều tập trung ở cung thị này cả rồi. Nhất định có người biết cung thị được mở, cố tình trộn những món đồ này vào trong đó. Thần thiếp sẽ điều tra ngọn ngành. Xin Thái hậu tha tội. Ta mệt rồi, đi trước đi. Chủ tử, Thuần Quý Phi, muội làm việc như vậy là không cẩn thận rồi. Rõ ràng trong cung đang yên ổn lại trộn lẫn đồ trộm cắp. Thái hậu cần điều tra rõ ràng mới có thể không trách tội muội. Nhưng sự tình bị đồn đi sẽ tổn hại đến danh tiếng của muội. Đều là của Diên Hy cung chúng ta. Nè, còn cái dĩa đó nữa, ta không phải của cải đưa vào cho người khác, vẫn còn thiếu thốn lắm. Đem những bảo vật này về cung của chúng ta đi. Ê, Thuần Quý Phi nương nương, lời anh Lạc ban nãy có phải đã mạo phạm không? Ngụy anh Lạc, thủ đoạn của ngươi hay lắm. Thuần Quý Phi nương nương đã nói gì vậy? Vật cũ thì về với chủ thôi, sao nương nương lại tức giận như vậy? Lẽ nào bọn họ nói là sự thật sao? Là nương nương che đậy cho thái giám trộm đồ? Không, Thuần Quý Phi nương nương là tài nữ Tô Châu, tiền của dơ bẩn như vậy nhất định sẽ không để mắt đến. Người khác không tin nương nương, nhưng thần thiếp tin người. Ngươi được, được, mau đem hết đồ của Diên Hy cung mang về hết đi, một món cũng không được thiếu. Thần thiếp đa tạ quý phi nương nương.